chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay phục dựng cực đẹp với một cái cục máy Tekawa và đi cùng với nồi khô làm trên ghế xe buýt việc chạy sống. Cái chiếc quay độ hôm nay chắc chắn sẽ khiến cho toàn bộ anh em cảm thấy với trầm trồ khen ngợi về một cái bản độ khủng của nó. Không chỉ số cho mình những món đồ chơi đỉnh cao trên thị trường mà hiện nay nó còn mang cho mình một cái trái tim của Tekawa cực kỳ mạnh mẽ. Trước khi đến với cục máy Tekawa cực phẩm thì bây giờ chúng ta cùng hãy tìm hiểu sơ qua những trang bị hiệu năng góp mặt trên cái chiếc quay độ hôm nay. Nhiệm vụ kiểm soát hệ thống thắng địa ở phía trước được giao hoàn toàn cái cụm thắng Rainbow Blitz Corsi, mức giá cung ngừng là 40 củ. Khi bỏ ra một khoản tiền lớn, người sở hữu phải nhận được một cái kiệt tác nghệ thuật sắc sảo làm hoàn toàn từ nhôm CNC. Chưa kể nó đem tính lực bóp rất hiệu quả, mạnh mẽ trong tất cả các dòng cụm thắng đồ chơi đang xuất hiện ở Việt Nam. Cái cụm ga đi điện với nút đèn thủy bị lò bỏ, thay thế bằng cái cụm ga đồng nâu hay ga dưới, hẹn sẽ đem đến cái cảm giác là bốc hơn vì hành trình ga được ngắn hơn. Có thể kể đến cái cục máy một chi tiết dễ dàng thú vị từ người chủ của chiếc quay đời hôm nay khi đã được nâng cấp luôn cái cụm của Hennewis. Cái cụm công tắc Hennewis có đến 7 nút nhấn khác nhau. Dĩ nhiên trong cái nút nhấn này có luôn cái sự góp mặt thúc đẩy máy và tắt máy động cơ, giúp cho cái cụm công tắc này có thể hoàn toàn có thể thay thế tính năng cái cụm đệm bản. Vì hiện tại chiếc xe này đang sổ cho mình cái cục máy của Tekawa sử dụng lực liên hợp con tay, nên bắt buộc anh em phải bổ sung thêm cái cụm con để thực hiện việc thao tác ngắt nhả con trong quá trình sang số. Lựa chọn từ anh chủ là cái cụm con Donald từ em. Một cụm con quốc dân này tương đối là nhỏ nhắn khi gắn cho cái dầm lọc quay độ, không cần phải cắt gọt quá nhiều chi tiết trên người áo. Khi tháo đi cái phần bụng máy, không chỉ để lộ cái khối động cơ mẻ trên cái chiếc quay này được quay một cách triệt để mà còn giúp cho việc điều chỉnh cái chân lực sườn Holly đen cho nên dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc chạy nhanh thì có thể vặn là cứng cáp nhưng nhằm tăng cái độ ổn định và không bị sát chạy độ cao qua những ổ gà. Còn lúc chạy chậm anh em có thể vặn về mức nhẹ nhất hoặc là nứt không để trả lại cái sự linh hoạt cho phần tay lái. Không chỉ những hiệu năng hữu ích mà chiếc quay độ hôm nay còn sổ cho mình một cây trợ lực không, nó cũng là rất là khao chất chơi hơn khá nhiều. Từ bánh cao nguyên thủy, bây giờ chàng chim của chiếc quay độ hôm nay được cường hóa một cách mạnh hơn bởi cặp mâm của Daytona có độ ổn định cực cao. Một cái cặp mâm nổi tiếng trong cộng đồng xe buýt Việt Nam với danh hiệu là dòng mâm nhôm đúc nhẹ nhất dành cho các dòng lọc phân khối nhỏ. Một điểm nhấn ở cái dàn chân trước không gì khác ngoài hẹo Rainbow Moto 3 kết nối với cụm thắng Rainbow Blitz phía trên thông qua cổng dầu Hell thống độ S. Trên cổng dầu này còn sức cấp mặt một cái chiếc ngắt dầu sau ly. Cái chú heo Rainbow Moto 3 có thể cắn hết được địa thắng một cách ngọt ngào nhất mà anh chủ đang dùng địa của Rainbow kết hợp với lòng CNC riêng biệt để phù hợp hơn kích thước với chú heo xịn sò này, tránh tình trạng là heo ăn không hết bút một bố. Cái dàn chân sau của chiếc quay độ thì vẫn ở dụng cho mình thắng địa của dòng Rainbow với lòng CNC. Chiếc heo sau là cái dòng heo Rainbow Blitz HLC, sinh ra ý tưởng từ dựa trên cái heo dầu phía sau của cái chiếc Honda LC Hanwha V mà cái tay đua Mark Marquez đang cầm lái tại MotoGP. Thay mình tìm hiểu giá trị thị trường của cái heo Rainbow Moto 3 phía trước là khoảng 36 triệu, với cái dòng heo Rainbow Blitz HLC thì có mức giá cao hơn 38 triệu. Mức giá này dao động lên xuống tùy theo đúng thời điểm. Hiệu năng nhúng ổn định của con xe quay hôm nay phải kể đến là các cặp phục Nitin L3 cực kỳ sang chảnh, mức giá là hơn 37 triệu. Để cặp phục này không bị cả nhà hợp sức, người chủ đã mạnh tay lọ bỏ chi tiết thay thế bằng một cái che sinh của Tekawa. Hiện tại thì cái con quay độ này đang nằm mang cho mình một cái có động cơ 124cc 4 vành của Tekawa với rất nhiều phụ tùng hiệu suất cao đến từ hiệu nổi tiếng này. Cái bợ trợ cho cái khối động cơ còn một vài phụ tùng hiệu suất cao như cái bình xăng của Yoshimura Squaggy 28, ngôi bên sườn của Kitako, cây bô của Titan Aetisaya. Khối động cơ này còn tích hợp thêm một cái bộ nồi khô của Tekawa không dùng cái dầu nhớt bôi trơn nên cái thời gian ở dụng nhớt sẽ dài hơn so với một cái bộ nồi ướt. Dù không dùng dầu nhớt nhưng khả năng tải nhiệt của nó được đảm bảo nhờ vào những cái lỗ gió nằm ở trên cái phần lốc nồi. Đặc biệt ở chỗ cái chi tiết động cơ đã được thay hoàn toàn, nhưng cái phần lốc số nguyên thủy của chiếc quay độ thì vẫn được giữ nguyên hoàn toàn, phù hợp với lực giao thông Việt Nam. Sau khi chiêm ngưỡng xong cái bản độ khủng của con quay hôm nay thì anh em có cảm thấy thế nào? Hãy để lại cái phần comment mình nha. Xpander 10
độ hoàn hảo, phong cách I15 ZR Malaysia đầy quyến rũ. Sắc đẹp của con X10 bên dưới đây không chỉ thể phủ nhận được khi chủ xe đã trang bị quá nhiều món đồ chơi đỉnh, kết hợp cùng phong cách dàn áo đậm chất dấu ấn của Malay được order về để làm nó bật con ngựa chiến của mình. Đặc điểm đầu tiên mà mình mê mệt bản độ này là phần đầu xe được cắt gọn nhìn cũng rất ấn tượng, kết hợp cùng với kính hậu zin được mên xây cũng rất là tiện lợi khi gỡ xe. Cắt gọt thế này sẽ cho chủ xe thêm nhiều không gian hơn để quét ra cái bộ cụm công tắc Dono ở bên trái và cụm máy tiếp ít tích hợp với khả năng là tắt máy nhanh vô cùng tiện lợi. Cho anh em đậu xe đèn đỏ tắt có thể máy nghỉ ngơi. Ngoài ra trên cái phần đầu còn có thêm một cái chất liệu là mica trong suốt. Nó muốn ngộ đồ chơi được kịch độc là không bao giờ là có ở Việt Nam, chủ xe phải order từ Malay. Phía sau cái mặt đồng hồ là Casio với nhiều tính năng hiển thị LCD đi kèm cùng với 7 màu sắc nền cho chủ xe hồ lựa chọn. Trên đầu còn được trang bị cụm thắng của Rainbow AZ19 đảm nhiệm cái chức năng giảm tốc nhanh cho cái vành đi trước. Bên cạnh đó cái bộ cụm còn cho người dùng khả năng là canh dầu siêu nhanh thông qua cái ốc gió có sẵn trên cụm. Bên cạnh là cụm tăng tốc Dono để rút ngắn hành trình ga cho xe bay nhanh hơn. Taycan TWM đã quá quen thuộc anh em chơi xe nhiều năm qua, không cần phải giới thiệu quá nhiều. Trên chân trước thấy những góc ảnh quen thuộc với dòng Hells được bấm mắt dầu phong cách CC kết nối với heo dầu diesel 1 bit và được minh lệ bằng công nghệ phay CC tạo hình một logo Rainbow ở giữa, sau đó đi xử lý cái màu sắc lại cho giống với Rainbow. Đây là một cái cách chơi vừa có thể tận dụng với heo dầu xin mà không cần phải chế cháo, giá thành cũng rẻ mà rất là mắc. Hệ thống treo sau được ấn định khi trang bị các phục Collin bình dầu trời cho phép chủ xe chủ động hơn trong việc kiểm soát hành trình hồi trả của phục thông qua hơi nứt chỉnh ở cái chân và bình dầu. Với tổng chiều cao là 208mm, cái phục Collin khi vào xe sẽ cho cảm giác là cao hơn 3 phần so với phục zin, đem lại hành trình tuy dài hơn chỉ được tải rất nhiều hơn. Hệ thống ống xả của xe dụng là cái bộ Umar Racing được cố định vào phần đầu với cái bộ két kim zin nhưng được minh lại bằng cách là ốp cặp bồng vờ, tạo ngoại hình 3D tinh tế và thẩm mỹ hơn rất nhiều. Chèn chân được trang bị cái bông Rexboy cho cái trọng lượng của em nó nhẹ nhàng hơn, gia tăng sức mạnh, ngoại hình cũng đẹp cũng như giúp cho em nó hài hòa hơn. Tổng thể cái dàn áo của xe là sự kết hợp đa dạng nhiều quốc gia, khuôn cái dàn áo và tem zin bao gồm cái dàn sao chính hãng từ I15 ZR của Malay, che trước của X4 104 số. Còn lại là những gương mặt đi kèm như là quét bắt biển Titan, cần số và cái cần thắng đèn của MXGIN Indo. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này là chi tiết. Nhớ like, subscribe.